Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong buổi tối ngày hôm nay và chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đồng hành với tác giả Cỏ Ba Lá lắng nghe tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện Tình Yêu Lạc Lối. Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều lần dùng mọi thủ đoạn để cướp trường thì cô gái tên Vân của chúng ta đã hoàn toàn thất bại, cô ấy đã bị điên. Và sau 3 năm gặp lại thì đã có một biến cố xảy ra đối với gia đình của Trường và Trúc. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập cuối để xem rằng đến cuối cuộc đời thì Vân còn dùng mọi thủ đoạn nào để cướp Trường và giết hại Trúc nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập cuối của bộ truyện Tình Yêu Lạc Lối, tác giả Cỏ Ba Lá, qua giọng đọc của Tâm An. Điều làm cho tôi cảm thấy lo lắng nhất bây giờ chính là con Vân. Vì mấy hôm nay thấy nó im hơi lặng tiếng, khiến cho tôi không biết là nó đang tính toán cái gì. Mà bây giờ tôi chả còn hiền như trước nữa đâu. Nếu như động vào gia đình của tôi thì tôi sẵn sàng quật lại ngay, không làm sao hết. Cuộc sống của tôi vẫn cứ bình thường cho đến hôm ngày cưới. Dẫu biết hôm nay là đến ngày trọng đại, nhưng hai con mắt của tôi vẫn mở không ra. Chắc là tại đêm qua mất ngủ nên bây giờ tôi chỉ muốn nằm mãi thôi. Tôi cảm nhận được cơ thể của mình đang có người siết chặt lại. Hơi thở nóng phà ra, kèm theo đấy là một nụ hôn từ trên gương mặt xuống cổ. Anh, để em ngủ thêm một tí nữa. Trời sáng rồi đấy, hai mẹ con mau dậy đi. Anh thương này. Em xin thêm 5 phút nữa thôi. 5 phút để nướng chín cái bánh này, nhá. Để em mà nướng ấy, chỉ có nướng khét luôn ấy. Mau dậy đi, anh tặng quà cho này. Khi nghe đến được tặng quà, tôi ngồi bật dậy ngay, đầu tóc bù xù cất giọng hỏi anh. Quà gì ạ anh? Đưa đây em đập hộp xem nào. Nghe đến quà là tỉnh liền, thấy chưa? Anh đừng trêu em nữa, quà gì đấy? Đưa cho em xem đi. Chẳng có quà gì, anh chính là một món quà này. Cảm ơn em nhé, em chịu đập hộp anh, làm chồng của em rồi đấy. Tôi đang ngủ ngon mà bị đánh thức nên rất bực bội. Nhưng khi mà nhìn thấy gương mặt của anh, tôi lại mỉm cười ngay. Chẳng biết từ bao giờ mà lại có thể đẹp trai và đáng yêu như vậy trong mắt của tôi. Trường dụ dỗ được tôi ngồi dậy, sau đó nhanh chóng kéo tôi vào nhà vệ sinh cùng với anh ngay. Tuy là chả vui vẻ gì, nhưng tôi vẫn phải làm để còn kịp giờ mà đến nhà hàng. Mọi người đã đến nơi tổ chức tiệc cưới hết cả rồi, nên tôi với anh chỉ cần lái xe đến đấy nữa là xong. Tôi bước đi vào trong phòng thay đồ và trang điểm. Vì đang có thai nên cũng chẳng muốn sắc nét hay là lồng lộn gì, tôi chỉ cần đơn giản thôi. Gương mặt của tôi không phải là quá đẹp, nhưng khi được thợ make up lên rồi thì nó lại thành một nàng thiên nga lộng lẫy. Nhìn vào gương mặt, tôi còn giật mình vì không tin cô gái trong gương đó chính là mình. Đang ngồi chỉnh lại áo cưới thì mẹ tôi cũng bước vào. Thấy vẻ mặt của mẹ hơi buồn nên tôi mới đưa tay lên nắm lấy bàn tay của mẹ. Mẹ làm sao thế này? Sao mặt mũi lại buồn thế này? Mẹ không sao. Tại mẹ thấy con tìm được bến đỗ cuộc đời của mình nên mẹ vui lắm con ạ. Thấy mắt của mẹ rưng rưng sắp khóc nên tôi mới ra hiệu cho nhân viên bước ra ngoài. Kéo tay mẹ ngồi xuống ghế, rồi nhìn thẳng vào khuôn mặt đã hằn lên rất nhiều vết nhăn của mẹ. Thật sự con cảm thấy mình may mắn khi được là con của mẹ và là vợ của anh Trường. Cuộc đời con có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn sinh thành của ba và mẹ. Con thật sự rất yêu mẹ. Mẹ không phải là một người mẹ tốt. Mẹ đã từng sống sai khi đi phá hoại gia đình của người khác. Để rồi, khi mà nhìn thấy con bị người khác phá hoại, mẹ thật sự rất hối hận. Mẹ à, mọi chuyện qua rồi, mẹ đừng buồn nữa, con có trách gì mẹ đâu. Nào, mẹ đừng khóc,
khóc xấu lắm. Ngày vui của con mà, mẹ phải vui lên chứ. Thôi được rồi, mẹ không khóc nữa. Mẹ thấy thằng Trường, nó là người tốt đấy. Mẹ tin chắc nó sẽ yêu thương bảo vệ được con. À mẹ này, khi đám cưới xong rồi, mẹ ở lại đây luôn với con nhé, có được không ạ? Mẹ thật sự muốn vào chùa sống. Đơn giản là mẹ muốn tâm của mẹ được thanh thản. Đến khi nào con tới ngày sinh, mẹ sẽ lên đây chăm con. Dạ, con biết rồi. Con tôn trọng quyết định của mẹ. Chỉ cần mẹ vui là con cũng vui rồi. Vừa nói tôi vừa quay sang ôm chặt lấy mẹ. Người phụ nữ vĩ đại một mình nuôi con khôn lớn, cuối cùng đã suy nghĩ cho bản thân của mình. Người ta nói rằng đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Đang lúc ngồi sướt mướt thì tôi lại quên mất đi mình vẫn còn có một việc quan trọng cần phải làm. Nghĩ vậy nên tôi mới vội buông mẹ tôi ra và nói: Mẹ, mẹ ra phía ngoài trước, con đi vệ sinh cái nhá. Mặc thế này đi vệ sinh kiểu gì? Sao lúc nãy con không tranh thủ đi trước đi? Lúc nãy con đi rồi đấy chứ. Nhưng mà chắc con hồi hộp quá nên bây giờ con lại buồn. Mẹ ra kia trước đi nhá. Ừ, thế mẹ ra đây, lát nữa có người đón con. Dạ, con biết rồi ạ. Đợi cho mẹ đi khuất rồi thì tôi mới lén đến nơi tổ chức tiệc. Tôi tìm mãi mới đến được chỗ của anh làm bên phát âm thanh và hình ảnh. Thấy anh đang ngồi bấm bấm cái gì đó nên tôi mới vội vàng tiến lại gần và hỏi ngay: Anh ơi, anh cho em hỏi tí. À, cô dâu đây à, có chuyện gì? Tí nữa trong hôn lễ của em, bên mình có phát cái clip gì không anh? Ví dụ như hình ảnh của hai vợ chồng em ấy ạ? À, có chứ. Lúc nãy có cô em chồng của em đưa cái đĩa này cho anh. Tí nữa canh giờ anh phát lên ngay. Mà có việc gì thế em? Bây giờ anh đưa cái đĩa kia cho em được không? Lát nữa anh cứ phát cái này hộ em nhé. Bên này có nhiều ảnh của vợ chồng em hơn nên em chọn cái này phát cho đẹp ạ. À, ok. Thế để anh đưa cho. Thấy anh ta gật đầu đồng ý mà tôi mừng thầm trong bụng. Tôi biết chắc chắn rằng con Vân nó vẫn còn ám mình nên mới sai bảo con Trâm đi đưa cái đĩa này. Tôi còn biết rõ sẽ đích thân đến đây để phá đám cưới của tôi, nhưng lại không ngờ bị tôi bắt bài. Để lát nữa rồi xem, khi mày tới đây phá tao thì mày sẽ bị nghiệp quất lại. Một người sĩ diện như mày khi bị để lộ clip thì sẽ ra sao? Còn dành độc ác này. Tôi làm xong mọi chuyện thì quay trở về phòng, thì vừa hay cũng thấy Trường đang đứng ở đó chờ tôi. Giả vờ cười, tôi đi đến cạnh anh và nói: Anh vào đây từ lúc nào đấy? Em vừa mới đi vệ sinh xong. Em chuẩn bị xong hết cả chưa? Sắp đến giờ làm lễ rồi. Em xong rồi. Thôi, mình ra đấy đi, chắc là mọi người đang chờ chúng mình đấy. Ừ, đi thôi vợ của anh. Tôi vui vẻ nắm lấy bàn tay của anh và bước ra lễ đường. Nhìn xung quanh bây giờ tôi mới thấy gia đình anh mời rất là đông khách. Mà cũng đúng thôi, ba anh làm giám đốc và cả anh cũng làm giám đốc cơ mà. Chả có gì ngoài quan hệ và điều kiện. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành rất suôn sẻ trong sự chúc mừng của hai bên gia đình và toàn thể khách mời đến dự ngày hôm nay. Thủ tục hôn lễ cuối cùng cũng đã được hoàn tất. Đang lúc định bước xuống mời rượu mọi người thì cánh cửa ấy lại một lần mở toang ra. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi, khi người bước vào lại chính là con Vân. Tông màu của bữa tiệc hôm nay là trắng đen, ấy vậy mà nó lại mặc nguyên một cây màu đỏ bước vào, rồi đi thẳng lên chỗ chúng tôi với vẻ mặt rất tự đắc, mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía của nó. Ngay cả mẹ tôi lúc này cũng vậy, bà đang hốt hoảng vì sự có mặt của nó. Vân tiến thẳng tới chỗ anh MC, cầm lấy micro và đi lại gần chúng tôi cất tiếng. Chào mọi người, tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người. Tôi tên là Vân, là bạn học ngày xưa của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Cô muốn cái gì? Không, Vân chỉ muốn đến đây để tặng cho cô bạn học của mình một món quà cưới thôi. Trường đừng có nóng như thế. Món quà này rất là đặc biệt với Trường đấy. Nơi đây không dành cho cô biến đi.
Để cho mọi người xem xong cái này, tôi sẽ đi ngay. Trường cứ yên tâm. Tôi vẫn đứng đấy giữ bình tĩnh mà nhìn sang nó. Bây giờ muốn hại chị mày không dễ đâu Vân ạ. Có khi ngày hôm nay sẽ là màn kịch hay của mày. Nhìn xem, ở đây cũng không ít người. Toàn là giới thượng lưu và nhà báo. Nên mức độ nổi tiếng của mày sẽ không hề giảm, mà chỉ có tăng lên thôi. Tôi thấy nó nháy mắt với con Trâm ở phía dưới, mà tôi cười thầm trong bụng. Tiếng của nó lại một lần nữa vang lên. Mời mọi người chú ý lên đây à. Đây sẽ là món quà mà tôi dành tặng cho cô dâu. Lời nói của nó vừa dứt thì không gian thoáng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Cả tôi và nó đều hướng mắt nhìn nhau. Bây giờ chắc trong lòng của nó đang hà hê và đắc thắng lắm cho mà xem. Tôi nhìn xuống quan sát gương mặt của mọi người thì thấy đầy đủ những cảm xúc mà họ đang thể hiện ra. Tiếng thở dốc, kèm theo đấy là những tiếng va chạm từ da thịt bắt đầu vang lên to hơn. Cơ thể này của em có đủ làm cho anh bỏ rơi con Trúc được chưa Nhân? Đủ chứ, đủ hết. Anh sẽ về chia tay với nó ngay. Em làm tình giỏi hơn nó, có đúng không? Em đừng nói nữa. Anh sẽ cho em biết thế nào. Trên màn ảnh là một đôi cầu nam nữ đang đua nhau nhún nhảy. Còn ở phía dưới lúc này thì lại nghe được tiếng nói xì xào to nhỏ của mọi người. Ôi giời ơi, ai đời lại đem cái clip của mình lên tặng cô dâu cơ chứ? Ông nhìn xem kìa, thân hình nóng bỏng quá. Hèn gì hôm nay ăn mặc rất đẹp. Không biết là cô đi giá bao nhiêu? 500 hay là 1 triệu? Cơ mà bao nhiêu ấy, tôi đây cũng chơi. Họ bắt đầu bàn tán, sôi nổi. Tôi nghe xong mà nhếch môi cười đều. Nó quan sát thấy mọi người chỉ trò về phía của mình quá nhiều nên vội vàng quay lại màn hình để xem. Tôi nhìn thấy vẻ mặt của nó tái mét. Hai tay của nó nắm chặt thành quyền, miệng thì run rẩy lắp bắp. Chuyện gì thế này? Làm sao có thể như vậy được chứ? Bàn tay của nó run đến độ không còn cầm được chiếc micro nữa, khiến cho nó rơi thẳng xuống đất. Âm thanh từ đó phát ra đến chói cả tai. Mọi người xung quanh lúc bấy giờ cũng đứng ngồi không yên vì nó. Còn Vân đưa mắt sang nhìn tôi, ánh mắt đầy căm phẫn, giọng nói tức giận vang lên. Con chó! Mày dám làm như thế với tao? Là mày! Chính mày làm điều đó! Có đúng không? Sao thế? Mày đang tức giận với tao đấy à? Hại người không được thì quay sang cắn người sao Vân? Cắn người? Tao không phải loại chó giống như hai mẹ con nhà mày. Mày đừng có dùng cái từ đấy. Nếu như là người thì mày đã không dùng cái thủ đoạn đấy để hại tao. Cái này gọi là gì nhỉ? À, gậy ông, đập lưng ông. Tao hỏi mày, mày lấy cái clip đó từ đâu? Có phải thằng Nhân nó gửi cho mày không? Mày ăn nằm dụ dỗ nó nên mới có được chứ gì. Vân này, tao là Trúc, chứ tao không phải là Vân. Tao không dùng thân thể để trao đổi giống như mày đâu. Ok, mày còn chó. Nó vừa nói dứt câu, định giơ tay lên để đánh tôi, nhưng may mắn đã bị tôi chụp lại. Thuận tay còn lại, tôi cũng vội giơ lên và tát vào mặt nó, rồi lớn giọng. Mày đừng tưởng tao hiền mà mày ăn hiếp tao. Mày gieo nhân nào thì mày gặp quả đấy thôi. Sao? Cái clip không che thế này có làm cho mày thấy thất vọng không? Mày... Vân này, mày hại tao hơi bị nhiều. Tao trả lại mày có một chuyện. Chắc chả có gì quá đáng đâu nhỉ. Mày chết đi. Cái thứ như mày sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Mày hiểu chưa? Hạnh phúc của tao không phải là do mày quyết định. Vân này, mày bỏ đi. Bỏ đi mà làm người. Vừa nói tôi cũng vừa buông tay nó ra. Chắc là có vẻ mất đà nên nó đã ngã ra đó. Lần này tôi không đóng vai hiền nữa. Cứ hiền mãi thì nó sẽ leo lên đầu tôi mà ngồi. Ở phía dưới mọi người bắt đầu lấy điện thoại ra quay lại hết cái clip của nó. Sau đó thì có một màn ngã ngựa trong hôn lễ của tôi. Trên gương mặt ai cũng xuất hiện một nụ cười khinh bỉ. Mọi thứ bây giờ dường như đã đi rất xa.
Nó lắc đầu liên tục, gương mặt của nó tức giận. Hai mắt trừng lên nhìn tôi rồi đứng dậy, lao nhanh đến, định đưa tay lên đánh tôi, nhưng lúc này đã bị Trường giữ chặt. Giọng nhói lạnh lùng của anh vang lên. Hạ màn rồi, cô còn dám đánh vợ tôi. Trường à, là do Trúc đó hại em. Đấy không phải là em, người trong clip đó không phải là em. Cô nói cái chuyện đấy với tôi làm gì? Tôi không cần quan tâm cô có làm gì hay không. Nhưng nếu như cô đến đây để phá đám cưới của chúng tôi, thì cô hãy xác định đi. Không, anh phải tin em. Còn Trúc nó thật sự không phải là một người đơn giản. Nó có thể hại em thế này, thì chắc chắn nó sẽ sống không ra gì với anh đâu. Trường à, anh bỏ đi. Anh bỏ đi. Đến cuối cùng mà nó vẫn còn cố chấp và mạnh mồm để nói xấu tôi. Tôi thật sự không ngờ rằng cái mặt của nó lại dày đến như vậy. Trường lúc này không trả lời lại nó, mà đưa mắt sang bên cạnh. Bảo vệ đâu rồi? Bảo vệ đâu? Mau đuổi cô ta ra ngoài. Anh không thể làm như thế với em được. Trường, Trường nghe em nói. Trường. Mấy anh bảo vệ đi đến và kéo nó ra ngoài, mà nó vẫn còn mạnh miệng hét lên và gọi tên của anh. Nó dãy giụa đến nỗi chiếc váy xẻ tà cũng vì thế mà lộ lên tới tận đùi. Bao nhiêu thứ cần thấy thì một lần nữa lại cho người ta thấy tiếp. Càng nhìn nó tôi càng thấy sợ, chẳng còn giữ chút thể diện nào mà gào thét giống như một con điên vậy. Ra đến phía ngoài rồi mà giọng nói của nó vẫn còn vang lên. Các người bỏ tôi ra, các người có nghe thấy không à? Bỏ ra. Trâm ơi, Trâm, em nói với anh Trường đi. Nghe con Vân nhắc đến cái tên Trâm thì tôi mới nhớ đến bà cô bên chồng này. Vẻ mặt của nó bây giờ cũng không khác gì với vẻ mặt đi đêm nhiều mà gặp ma. Nó sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt của Vân. Nghe lời của người khác để hại chị dâu mình, nhưng khi mọi chuyện đã bị phơi bày thì mặt mũi lại xanh xao tái mét. Mẹ anh ngồi ở bên cạnh, nghe thấy nó gọi tên của Trâm thì bà quay sang nhìn Trâm bằng ánh mắt khó chịu. Đưa nó đi khuất rồi thì hôn lễ của chúng tôi diễn ra bình thường. Hoàn tất mọi thứ xong xuôi, tôi và anh bước xuống để đi mời rượu cùng với mọi người. Lúc đi ngang qua bàn của mẹ, đột nhiên mẹ nắm lấy tay của tôi, nhẹ giọng nói. Trúc này, con có làm sao không con? Con không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo cho con. Không sao là tốt, mẹ chỉ sợ con suy nghĩ lung tung. Con có suy nghĩ gì đâu, con đi tiếp khách cái đã, lát nữa con quay lại với mẹ nhé. Tôi nở ra một nụ cười thật tươi, rồi vỗ nhẹ lên tay của mẹ, xong rồi tôi rời đi. Hai vợ chồng tiếp khách đến độ cả người tôi mệt lã ra. Trường thấy như vậy thì lúc này mới nói nhỏ vào tai của tôi. Em lại đây ngồi nghỉ tí đi, anh thấy em hơi mệt rồi đấy. Em không sao đâu, vẫn còn nhiều bàn mình chưa tới mà. Để anh đi một mình cũng được, em mặc thế này đi lại nhiều, khó chịu cho em lắm. Hai vợ chồng mình cùng đi đi anh, em còn khỏe lắm. Trường thấy tôi cứ cố nên mới lắc đầu rồi nhìn về phía mẹ của anh và đưa tay ra hiệu. Mẹ thấy như vậy thì vội vàng đi lại phía của chúng tôi. Trúc ơi, Trúc, qua đây, ngồi ăn cùng với mẹ, với mọi người. Để một mình thằng Trường nó đi tiếp khách được rồi. À, dạ vâng ạ. Nào, đi lại đây, mẹ lấy thức ăn cho. Sáng giờ chưa ăn cái gì chứ gì, đúng không? Đâu, con ăn nhẹ rồi mẹ ạ. Tôi đi lại bàn ngồi xuống cạnh con Trâm, nhưng nó vẫn cứ giả vờ, tay đang bấm điện thoại. Chắc có lẽ mọi chuyện bây giờ đã rõ rồi, nên nó mới cảm thấy xấu hổ với tôi và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi cứ thế mà ngồi im lặng. Đến một lúc sau thì đột nhiên, nó lại lên tiếng. Chị Trúc. Ừ, chị đây, sao đấy? Có chuyện gì? À, thì có chuyện. Em xin lỗi chị. Tại sao? Nhìn thấy tôi vẫn bình tĩnh hỏi chuyện như vậy thì nó mới lưỡng lự một chút rồi cũng cất tiếng lên. Em thật sự xin lỗi vì những ngày qua đã có thái độ không tốt với chị. Lúc đó em không hề biết rằng chị Vân là loại người như thế. Chị ấy đã lợi dụng lòng tin của em
để trả thù chị. Chị ta luôn kể tốt về bản thân của mình và vùi dập chị xuống bởi vì cái nghề của mẹ chị làm. Nhưng mẹ chị làm cái nghề đấy thật à? Ừ, mẹ chị làm đấy. Thì sao? Nếu như là người khác thì chắc chắn họ sẽ suy nghĩ giống như em thôi. Em cũng không mong chị tha thứ. Nhưng em nói ra những lời này chỉ muốn xin lỗi chị thôi ạ. Nói thật thì tôi rất ghét nó. Vì lúc nào cũng giở cái giọng tiểu thư khó nghe và luôn tỏ thái độ với tôi. Ngay cả khi nó xúc phạm tôi lại càng làm cho tôi không thích nó hơn nữa. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại, nếu như con Vân không đầu độc vào tâm hồn của nó thì chắc bây giờ nó cũng sẽ khác thôi. Với cả đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Qua việc này cứ xem đấy là một bài học cho nó và cũng giúp tôi hiểu ra được mọi chuyện. Vì không phải tự nhiên mà người ta cảm thấy ghét mình được. Tất cả mọi chuyện đều có lý do riêng của nó. Tôi hít vào một hơi thật sâu rồi mới nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, em cứ bình thường với chị đi. Chị có trách gì em đâu. Nhưng em hãy nhớ một điều. Em đừng bao giờ nhìn mặt mà đánh giá người ta. Thì em luôn nghĩ là chị ấy tốt. Vì mặt xinh nữa thì chắc chắn là nết của chị ấy cũng xinh. Nhưng mà thật không ngờ chị ấy là loại người như thế. Ngay cả chị còn không thể nào lường được mà. Thế còn anh ba thì sao hả chị? Chị có nói gì với anh ấy không? Không. Những chuyện mà em làm với chị chưa bao giờ kể lại cho Trường nghe. Đơn giản vì chị không phải loại người muốn chia rẽ tình cảm của người khác. Mà em cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Chị không sao đâu. Em cảm ơn chị Trúc. Không có gì đâu. Đừng suy nghĩ nhiều. Cuối cùng thì bữa tiệc cưới cũng đã kết thúc. Trường say đến nỗi chẳng thể nào lái xe được nữa, mà phải nhờ bác tài xế đưa chúng tôi về. Cái tên này bảo là say, nên cứ thế mà dựa vào người của tôi. Tôi thì thấy say thật, nên mới để anh muốn làm gì thì làm. Về đến nhà, mọi người phụ tôi đỡ anh lên phòng, thay đồ và đắp chăn xong xuôi. Tôi mới nhanh chóng đi vào nhà tắm để thay đồ và đi ngủ. Nhưng khi vừa tắt đèn đặt lưng xuống giường, thì tôi đã bị anh ôm lấy người. Hai tay của anh ôm chặt lấy người tôi, đôi mắt mở to, miệng thì cười nói. Vợ yêu của anh. Cái tên này, rõ ràng lúc nãy còn nằm vật vờ, ra ngủ cơ mà. Sao bây giờ lại có thể bình thường như thế này được? Thế vậy nên tôi mới đánh vào tay của anh một cái. Anh không say à? À, anh lừa em chứ gì? Anh say thật mà, say lắm. Nhưng mà là anh say em. Lại nịnh nọt, anh chỉ giỏi mỗi cái việc đấy thôi. Này, anh giỏi nhiều thứ lắm. Trong đấy nhá, có việc giỏi kiếm tiền này, giỏi yêu em này, giỏi cả việc tạo ra con của chúng ta nữa. Anh đừng có điêu, chỉ giỏi cái miệng thôi. Vừa nói tôi vừa đẩy tay anh ra, rồi nhìn thẳng vào mắt của Trường. Khóe miệng bấy giờ khẽ cong lên và nói tiếp. Em yêu anh. Nhiều không? Đương nhiên là nhiều rồi. Nhưng mà em chẳng biết là mình yêu từ bao giờ. Chỉ thấy bản thân nếu mà thiếu anh ấy, em không chịu được. Như giống như em bị nghiện ấy. Anh cũng thế. Sau bao nhiêu năm thời gian chờ đợi thì cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được em. Nhưng mà ông trời vốn không phụ lòng người, khi đã cho anh gặp lại em, yêu em và cưới em làm vợ này. Anh không hứa là ở bên cạnh em mãi. Chỉ cần anh còn sống thì nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cho hai mẹ con em thật tốt. Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm. Trường nói yêu tôi, sau đó đưa tay nâng cằm của tôi lên và đặt xuống đó một nụ hôn. Không nhanh không chậm, nhưng đủ làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sau những ngày tồi tệ vì một người đàn ông phụ bạc, thì chính anh đã kéo tôi ra khỏi nơi đó để đến bên cạnh một người thật lòng yêu thương mình. Cuộc đời tôi làm gì cũng sai, chỉ có việc chọn ở bên cạnh anh là đúng đắn nhất. Cả đêm ấy tôi với anh đều thức trắng để hàn huyên tâm sự. Cả hai tự hứa với nhau
là gạt bỏ tất cả mọi thứ ở quá khứ để bắt đầu lại với một cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng trẻ. Và kết quả cuộc nói chuyện hôm ấy là ngày hôm sau lúc hai đứa tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập nên tôi mới đánh vào tay của anh mà cất giọng. Anh ơi, anh ra xem ai đến kìa. Để anh ra xem nào. Trường dụi mắt ngồi dậy rồi bước ra ngoài xem là ai tới. Còn tôi thì vẫn còn muốn ngủ thêm một tí nữa nên mới vội vàng kéo chăn lên đắp kín người lại. Đột nhiên lúc này tiếng của mẹ chồng tôi vang lên khiến cho tôi giật mình. Này, mẹ đã dặn rồi mà mày không nghe à Trường? Tại sao lại ăn mặc thế này? Mặc thế này là mặc thế nào hả mẹ? Con vừa mới ngủ dậy mà. Có phải là đêm qua mày đã làm gì Trúc rồi không? Mẹ đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày không nghe hả? Sao không đợi 4-5 tháng rồi làm cái gì thì làm? Bây giờ em bé còn nhỏ lắm con ạ. Không cẩn thận ảnh hưởng đến con thì làm sao? Mẹ, sao mẹ đánh con? Bọn con có làm gì đâu. Không làm gì á? Có thật không? Thật, thật mà mẹ. Mà tại sao hôm nay mẹ qua nhà con sớm thế ạ? Thì mẹ mang thức ăn qua nấu cho cả nhà ăn. Bà thôi, hai đứa mau vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống nhà cùng ăn. Mẹ nấu sẵn hết rồi, bây giờ chở hai đứa là xong. Mọi người đều qua nhà con á? Thôi thôi, hai anh chị lo nhanh lên, hộ tôi. Nói xong mẹ cũng đi xuống nhà. Tôi không làm gì, nhưng nghe mẹ nói như vậy cũng cảm thấy rất xấu hổ. Tất cả là tại tối hôm qua anh Bảo uống rượu nóng nên mới cởi áo ra cho dễ ngủ thôi. Không ngờ hôm nay để mẹ nhìn thấy, mẹ nghi ngờ là đúng rồi. Chúng tôi tranh thủ thay đồ rồi bước xuống dưới nhà. Hôm nay có vẻ rất vui, bên nhà anh ai cũng có mặt đông đủ. Cả mấy đứa nhỏ hồn nhiên đùa giỡn với nhau, phát ra những tiếng cười vui vẻ. Chị Hai thấy bọn tôi xuống mới mỉm cười rồi lên tiếng ngay. Nào, hai đứa lại đây ngồi. Dạ, chị. Mẹ nói là hôm nay qua nhà em ăn trưa, để ngày mốt ba mẹ còn đi du lịch, tranh thủ họp mặt gia đình luôn ấy mà. Tôi ngạc nhiên khi nghe chị Hai nói như vậy nên mới vội vàng quay sang nhìn ba mẹ rồi hỏi. Ba mẹ đi du lịch ở đâu thế ạ? Ba mẹ chắc là đi Singapore chơi. Mà bây giờ nửa muốn đi nửa lại không con ạ. Sao thế mẹ? Đi chơi cho vui chứ ạ? Mẹ ở nhà cũng lâu rồi, bây giờ ra ngoài đổi gió cho thoải mái. Thì ba mày cũng nói với mẹ như thế, nhưng mà mẹ chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho con cho cháu, như thế là mẹ vui lắm rồi. Ba mẹ cứ đi chơi cho vui chứ, bọn con ở nhà tự lo được. Với cả đến tuổi này rồi thì bản thân mình phải sống hưởng thụ một tí, đúng không mọi người? Trường nghe thấy tôi nói như vậy thì cũng chen vào nói một câu. Dạ, vợ con nói đúng rồi đấy, ba mẹ cứ đi chơi cho vui. Thật ra tôi thấy mẹ đúng là một người phụ nữ của gia đình, suốt ngày chỉ lo lắng và chăm sóc cho cả nhà. Mà đôi lúc tôi cảm thấy mẹ đã quên đi chính bản thân của mình. Bây giờ nghe cả nhà nói như vậy thì mẹ mới chịu gật đầu và đồng ý. Nhìn mọi thứ xung quanh tôi cảm thấy rất hài lòng. Cuộc sống của tôi bây giờ được như thế này là đã quá hạnh phúc. Có gia đình chồng yêu thương mình, còn chồng thì luôn luôn ở bên cạnh, lo lắng cho tôi. Như thế, không còn gì có thể so sánh được. 3 năm sau, một buổi chiều ánh hoàng hôn đang thả mình trên biển, từng đợt sóng vỗ rì rào, khiến cho con người ta cảm thấy rất thoải mái. Trên bãi cát trắng ấy có 3 người đang vui đùa với nhau. Tiếng cười đùa giòn tan của cậu nhóc 3 tuổi và một người bố tính trẻ con cũng vang lên. Này, Xoài, chờ ba mẹ với. Ba mẹ phải đuổi theo Xoài chứ, Xoài chạy nhanh lắm. Này, coi chừng ngã đi con chạy chậm thôi. Bố ơi bố bắt con đi, con ở bên này này. Thằng bé mặc trên người một chiếc áo sơ mi hoa và quần jean ngắn đang chạy tung tăng nô đùa trước mặt tôi và anh. Nhìn thấy được nụ cười ở trên môi của con, trong lòng của tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Thằng bé đẹp trai và rất thông minh,
chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của tôi thay đổi là nó sẽ chạy đến hỏi thăm tôi ngay. Trường chạy nhanh đến bế thằng bé ngồi trên vai của anh, rồi hai bố con lại chơi đùa tiếp. Tôi thấy mệt khi cứ chạy theo người đàn ông ấy, nên mới vội đi vào ghế nằm ngay. Lúc này điện thoại trong túi của tôi cũng vang lên. Mở ra xem, tôi thấy là mẹ gọi video đến cho tôi. Mẹ, con chào mẹ. Ừ, thế xoài đâu? Cho mẹ xem mặt tí nào. Mẹ ơi, nó đang chơi với bố nó ngoài kia. Mẹ đang làm gì đấy? Sao con thấy mồ hôi của mẹ ướt đẫm thế kia? Mẹ vừa quét cái sân, hôm nay lá rụng nhiều lắm. Thế hai vợ chồng con đang đi chơi ở đâu? Con đi biển mẹ à? Đấy đấy, mẹ nhìn kìa, hai bố con nhà nó đấy. Tôi bấm quay camera lại cho mẹ xem hình ảnh của hai bố con đang chơi đùa với nhau dưới ánh hoàng hôn, đẹp tựa như một bức tranh vậy. Ngay lúc này đây, tôi cứ muốn nhìn mãi như thế này. Thế thôi, cả nhà con chơi đi. Mẹ đi tưới rau cái đã nhá. Dạ vâng, mà mẹ ơi, khi nào mẹ rảnh, mẹ lên chơi với bọn con nhá. Xoài cứ nhắc bà ngoại đấy. Ừ, đợi cả nhà Xoài về, mẹ lên chơi. Thế nhá. Mẹ tắt máy. Chúng tôi ở đây chơi thêm một lúc nữa thì mới quay trở về phòng thay đồ rồi đi ăn tối. Anh đặt bàn sẵn rồi nên chỉ cần tới họ sẽ tự động dắt mình đến bàn ngay. Tôi nhìn vào menu gọi món, còn Xoài thì cứ nhìn hình để chọn. Cái tính của anh nhỏ này thì luôn luôn vui, trên gương mặt lúc nào cũng nở ra một nụ cười, khác hẳn với bố nó, lúc nào mặt mũi cũng cau có. Xoài mời bố mẹ ăn à? Còn ngoan lắm, ăn nhiều vào nhá. Trộm vía, thằng bé ăn rất ngoan, chẳng cần phải nhờ bố mẹ giúp mà Xoài đã tự ăn được. Khác với những đứa trẻ bằng tuổi khác thì Xoài rất thông minh và nó có thể tự lập được. Khi ăn xong, tôi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh. Đột nhiên lúc này tôi nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc vừa hay mới lướt ngang qua người tôi. Tuy rằng người đó mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai, mang khẩu trang kín mít, nhưng tôi vẫn chắc chắn một điều, đó chính là con Vân, và không thể nào nhầm lẫn được. Thấy nó, tôi thực sự rất hoang mang. Tôi tự hỏi, nó tới đây làm gì chứ? Không thể có chuyện trùng hợp đến như vậy được. Tôi không muốn nhắc lại hay nhớ gì về nó, bởi vì những thứ mà nó gây ra cho tôi đều không muốn nhớ tới làm gì. Tôi biết rằng kể từ hôm đám cưới, nó bị lộ clip, và cũng trong ngày hôm đấy, tất cả diễn đàn trên mạng, dù là trang lớn hay trang nhỏ, thì họ đều xem đấy như một trò đùa. Cũng có thời gian tôi nghe mọi người bảo rằng nó bị trầm cảm, nên mới phải đưa sang Singapore để điều trị về tâm lý. Ấy vậy mà bây giờ tại sao nó lại xuất hiện ở đây được nhỉ? Theo linh cảm của một người mẹ, tôi sợ rằng nó sẽ quay trở lại một lần nữa để tìm cách hãm hại con của mình. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là tôi cảm thấy lo sợ tột cùng. Không vào nhà vệ sinh nữa, tôi đi nhanh về phía hai bố con của họ. Trường thấy tôi đi nhanh với vẻ mặt hơi khác lạ, anh mới lên tiếng hỏi tôi. Ơ, mặt mũi em làm sao thế kia? Sao đi nhanh thế? Em không sao đâu, ăn xong rồi mình về phòng đi anh. Về phòng á? Anh thấy bây giờ vẫn còn sớm mà. Hai cả nhà mình đi dạo thêm một chút nữa rồi về nhá. Anh biết có chỗ này về đêm đẹp lắm, mình đến đó chơi. Dạ thôi, em thấy trong người mệt lắm, hay mình về nghỉ ngơi sớm, ngày mai mình đi chơi tiếp nhá. Ồ, em mệt à? Ừ, thế thôi, mình về đi. Xoài ơi, về thôi con. Anh nghe theo lời của tôi mà lái xe quay trở về khách sạn. Suốt dọc đường đi, tôi cứ mãi lo lắng, đưa ánh mắt của mình nhìn ra phía sau để xem có ai theo dõi hay không. Bình thường tôi không sao cả, tôi vô tư và sống rất thoải mái. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi gặp Vân rồi, tôi lại cảm thấy bản thân của mình rất yếu đuối. Bây giờ tôi đang ở ngoài ánh sáng, còn Vân thì đang ở trong bóng tối. Thế thì làm sao có thể lường trước được lòng người cơ chứ? Tôi về đến phòng, tôi cho Xoài đi ngủ, rồi mới trở về vòng của mình nằm. Từ lúc Xoài 2 tuổi,
đã có thể tự lập và ngủ riêng với bố mẹ. Xoài này con ngủ ngon nhé. Ngày mai bố mẹ đưa con đến khu trò chơi. Được không? Dạ vâng ạ. Con chúc bố mẹ ngủ ngon. Tôi đấy nằm kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe. Chắc vì hôm nay đi chơi mệt nên nó ngủ rất nhanh. Đắp chăn cẩn thận cho con, tôi mới quay trở lại phòng của mình. Nhìn thấy anh đang ngồi nghe điện thoại của ai đó. Nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm, mà đi vào nhà tắm rồi đi ngủ. Nói là ngủ đấy, nhưng trong đầu của tôi không thể nào không nghĩ đến hình ảnh của Vân được. Nó cứ mơ màng, xuất hiện mãi không thôi. Trường bàn công việc xong, rồi mới quay sang ôm lấy người tôi. Hít hào mùi sữa tắm vẫn còn vương trên da. Tôi bây giờ không còn tâm trạng gì nữa, nên mới cựa mình đẩy anh ra rồi lên tiếng. Em mệt lắm, hôm nay em muốn ngủ sớm. Em mệt làm sao? Em nói anh nghe thử xem nào. Chiều tới giờ, anh thấy em cứ khang khác. Tôi vốn dĩ không định nói với anh, nhưng suy đi tính lại, thì nên bảo với anh một tiếng, để cả hai còn có thể cùng nhau mà giải quyết. Nghĩ vậy, tôi mới hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Lúc mình ở nhà hàng ấy, em đã gặp lại Vân đấy. Cô ta đã xuất hiện ở đấy anh ạ. Trường nghe tôi nói như vậy thì mới đưa tay siết chặt người, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán của tôi một nụ hôn. Có thể là do em nhìn lầm, vì cô ta đã rời khỏi Việt Nam từ rất lâu rồi mà. Nếu như đã bệnh về tâm lý thì người nhà cô ấy không bao giờ để cho cô ta đến đây đâu. Nó đã về nước. Em đã nhìn thấy nó thật mà. Chúc này, anh bảo, cho dù cô ta có về nước, thì cũng không bao giờ biết được rằng gia đình của mình ra đây nghỉ dưỡng. Có đúng không? Nhưng mà em thấy rõ ràng, người đấy rất giống với Vân. Cho dù có ăn mặc kín đáo, em vẫn khẳng định đó là cô ta. Em mất bình tĩnh rồi đấy. Cho dù là đúng là cô ta đi chăng nữa, thì em cũng đừng sợ hay lo lắng gì. Bởi vì anh luôn bên cạnh bảo vệ hai mẹ con mà. Em không tin anh sao? Em tin chứ. Nhưng... Em chỉ cần tin anh là được rồi. Những việc còn lại cứ để đấy anh lo. Được không nào? Tôi rất lo lắng khi nó xuất hiện. Nhưng lại quên mất một điều quan trọng rằng mình đang có anh ở bên cạnh. Từ lúc yêu, lúc cưới và sống cùng với nhau cho đến bây giờ, anh chưa từng làm cho tôi cảm thấy thất vọng. Thế nên bây giờ không thể vì một hình bóng lướt qua mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của hai đứa. Tôi nép sát vào người của anh. Vậy mình ngủ nhá. Ngày mai là một ngày thật tốt đẹp với gia đình của chúng mình. Em ngủ đi. Yên tâm. Anh yêu và luôn luôn bảo vệ hai mẹ con mà. Gạt hết tất cả muộn phiền qua một bên, tôi tựa đầu lên tay của anh, ôm lấy người của anh và chìm vào giấc ngủ. Dẫu rằng ngày mai có ra sao đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn còn có anh ở bên cạnh. Đơn giản là bởi vì chúng tôi là một gia đình. Theo như đúng kế hoạch thì ngày hôm sau chúng tôi sẽ đưa Xoài đi Vinpearl chơi. Ngồi trên cáp treo nhìn xuống biển mới thấy thiên nhiên hùng vĩ thật. Ra đến nơi thằng bé cảm thấy rất vui vì ở ngoài này có rất nhiều trò chơi. Không cần phải nói là Xoài thích đến cỡ nào. Chơi hết trò này tới trò khác. Sau một lúc nữa thấy con mệt thì chúng tôi mới dắt tay nhau và ngồi dưới một bóng cây. Anh thấy hai mẹ con đổ mồ hôi nên mới vội vàng lấy khăn ra. Này, hai mẹ con ngồi đây nhé. Anh đi mua nước. Chắc là mệt lắm rồi chứ gì. Anh mua cho em một ly ép cam nhé. Ok vợ. Thế còn Xoài, sợ uống cái gì nào? Con muốn ăn kem. Được rồi, đợi bố tí. Bố đi mua, bố quay lại ngay. Anh đưa tay xoa đầu thằng bé, rồi mới đi mua thức uống cho hai mẹ con. Nhìn thấy con trai được nô đùa, vui chơi thỏa thích như vậy, tôi cảm thấy rất vui. Đang lúc ngắm nhìn thằng bé, thì đột nhiên lúc này nó chỉ tay về phía trước và hô thật to. Mẹ ơi, mẹ mua bong bóng cho Xoài đi. Ở kia kìa. Đợi một lát nữa bố Trường về, bố mua cho con. Ở ngoài đây nắng lắm. Nhưng mà người ta sẽ bán hết mất. Mẹ Trúc ơi, mẹ mua cho Xoài đi ạ.
Tôi nhìn về phía ấy mới thấy lời của thằng bé nói là thật. Nhìn thấy mấy đứa trẻ trên tay cầm bóng mỉm cười thích thú, nên tôi đã quyết định đi mua cho con. Quay sang tôi xoa đầu thằng bé rồi nói. Mẹ sẽ đi mua bóng cho Xoài. Nhưng này, Xoài hứa, phải ngoan nhé. Phải nghe lời mẹ chúc và bố Trường nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Con hứa con sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bố mẹ. Mà bây giờ, ngoài trời nắng lắm. Hay là Xoài ngồi đây, chờ mẹ đi mua xong. Mẹ quay lại với Xoài ngay nhé. Xoài hứa với mẹ này, không được đi đâu lung tung. Phải ngồi ở đây chờ mẹ, nghe chưa? Dạ vâng ạ, Xoài biết rồi. Tôi mỉm cười rồi đưa tay, móc méo với thằng bé. Cũng vì biết tính của Xoài rất ngoan, nên chỉ cần tôi dặn dò là chắc chắn thằng bé sẽ nghe lời. Nghĩ là như vậy, tôi mới đứng dậy và đi ra phía ngoài để mua bóng cho con. Khoảng cách cũng không quá xa. Vừa đi tôi vừa quay lại nhìn thằng bé. Nó thì ngồi đấy vui vẻ vẫy tay chào mẹ, nên tôi mới an tâm mà bước đi. Vừa đi tôi vừa lên tiếng nói lớn. Xoài, chờ mẹ một tí nhá. Mẹ đi mua bóng cho Xoài. Dạ vâng ạ. Tôi đi thẳng lại chỗ bán bóng và lựa mua cho Xoài một quả bóng có hình siêu nhân, rồi quay lưng lại định khoe với con. Đột nhiên lúc này tôi hốt hoảng khi không còn nhìn thấy thằng bé ngồi ở đấy nữa. Nhìn sang phía bên cạnh cũng chả thấy con ở đâu. Hai tay của tôi run rẩy, tôi vứt quả bóng sang một bên, chạy thật nhanh về cái chỗ ghế đá đó. Xoài! Xoài ơi! Con đâu rồi? Xoài! Tôi gọi nhưng không thấy ai trả lời. Tâm trí lúc này rối bời, tôi không còn suy nghĩ được gì nữa mà chạy thật nhanh để đi kiếm con. Rõ ràng là lúc nãy tôi đã dặn thằng bé ngồi ở đây chờ tôi, nhưng tại sao bây giờ lại không nhìn thấy nó ở đâu nữa? Nước mắt của tôi bắt đầu rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Bàn chân của tôi vô thức chạy đi khắp nơi để tìm con. Gặp ai tôi cũng kéo lại và hỏi thăm. Chị ơi, nãy giờ chị có thấy thằng bé cao bằng tầm này không ạ? Mặc áo hót đi màu đỏ, đi giày màu trắng, đi qua đây không chị? Ở đây có đầy trẻ con, chị không để ý. Không có thông tin gì, tôi vội vàng buông tay của chị ấy ra và chạy thật nhanh đến chỗ khác và bắt đầu hỏi thăm. Cô ơi, cô có nhìn thấy đứa bé tầm 3 tuổi, mặc áo đỏ quần trắng, đi giày trắng, chạy ngoan qua đây không cô? Không. Thế sao? Cháu nó đi lạc à? Cô bận bán cho khách nên có để ý đâu. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tìm xung quanh chẳng thấy bóng dáng của thằng bé đâu cả. Tôi ôm lấy đầu, đứng xoay nhìn bốn hướng, nhưng không thể biết được rằng thằng bé đang ở đâu. Chân của tôi vô thức bắt đầu đi nhanh hơn, hỏi cũng nhiều hơn, nhưng vẫn không ai biết cả. Đang chạy đột nhiên lúc này có một bàn tay kéo người tôi lại, định vùng ra, nhưng tôi nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Trúc, em làm sao thế? Sao lại chạy giữa trời nắng thế này? Xoài đâu? Xoài mất tích rồi anh ạ. Cái gì? Tại sao có thể mất tích được? Em bình tĩnh, em kể anh nghe xem nào. Tôi run rẩy kể lại chuyện lúc nãy cho anh nghe. Xoài nhìn thấy người ta bán bóng nên xin em mua cho nó. Vì trời nắng, em bảo con ngồi ở đây chờ. Lúc em đi, em vẫn quan sát anh ạ. Nhưng lúc em quay lại, em không thấy con đâu nữa. Thằng bé rất ngoan. Nó không bỏ đi chơi nếu như không có sự đồng ý của bố mẹ. Đúng, đúng thế. Em thực sự không phải là một người mẹ tốt. Vốn dĩ em không nên để con một mình. Em... Trường không trả lời lại, nhưng đôi mắt của anh hiện lên vẻ lo lắng, không kém gì tôi. Lúc này anh đưa tay kéo người tôi lại, ôm chặt vào lòng, giọng nói cũng lạc đi mấy phần. Anh nhất định sẽ tìm được Xoài, mang về cho em. Ngoan nào, em đừng khóc. Em muốn đi tìm cùng với anh, bởi vì Xoài là cuộc sống của em. Em không thể nào mất con được. Anh hiểu, nào, nín đi. Anh đẩy nhẹ người tôi ra, đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống, rồi nắm chặt lấy tay của tôi và kéo đi. Trường vừa đi vừa lấy điện thoại trong túi, gọi cho ai đó.
Tôi là Trường đây. Anh giúp tôi một việc có được không? Tôi đang gấp lắm. Đừng nói là một việc. Một chục việc tôi sẽ làm cho anh ngay. Thôi được rồi. Nếu như vậy, anh cho người chặn và đóng hết tất cả các lối ra vào ở đảo này giúp tôi. Không được để một ai có thể trở về đất liền. Sao thế? Có chuyện gì sao Trường? Con trai tôi bị mất tích. Và tôi nghĩ rằng người bắt thằng bé đang còn quanh quẩn ở đây. Anh cứ làm theo lời của tôi căn dặn. Không được ai về biên đất. Ok ok, tôi hiểu rồi. À, con trai tôi mặc áo màu đỏ, quần trắng. Anh cho người kiểm tra camera an ninh xem. Có ai nghi ngờ không? Nếu có, thì báo gấp cho tôi. Thôi được rồi, có cái gì tôi sẽ báo cho anh ngay. Thế nhá. Trường tắt máy. Tôi lo sợ đến nỗi. Hai tay của tôi cứ bó chặt vào người của anh, mặc cho nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt. Mọi thứ ở trước mắt tôi bây giờ gần như vô nghĩa. Từng bước chân nặng trĩu đến nỗi tôi không thể nào đứng vững được. Nhưng mà vì con, tôi lang thang khắp nơi để tìm kiếm. Thằng bé là tất cả đối với tôi. Và cuộc sống trở nên vô nghĩa khi không có con ở bên cạnh. Nó thông minh lanh lợi như thế, ai lại nỡ muốn hãm hại nó chứ? Tôi chưa từng gây thù oán với ai ngoại trừ một người. Đúng rồi, chính là Vân. Tôi có linh cảm rằng chính nó đã bắt con của mình để trả thù tôi. Nghĩ là vậy, tôi mới vội vàng kéo tay của anh và lên tiếng. Con Vân, là con Vân anh ạ. Chính nó đã bắt con của chúng mình. Nó không thể nào biết chúng ta ở đây được. Nhưng nếu là như vậy, thì anh không bao giờ để yên chuyện này đâu. Anh sẽ tính hết tất cả mọi thứ đối với nó. Chính là nó rồi. Chính nó đã ra tay bắt con của chúng mình rồi. Em phải đi tìm được nó. Em sẽ giết chết nó. Thôi được rồi. Em đừng kích động. Bây giờ chúng ta đi xem camera an ninh. Sau đó chúng ta tính tiếp. Tôi gật đầu đồng ý rồi đi theo anh đến phòng có camera quan sát. Nơi mà lúc trưa chúng tôi ngồi nghỉ mát. Thật sự, góc đó không có máy quay. Nên không thể nào biết được Xoài đã bị bắt cóc đi như thế nào. Không biết được tin tức của con, tôi run rẩy, hai tay cứ bấu chặt vào nhau, lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi xem Trường vừa lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chúng tôi cũng đã báo công an vào cuộc để điều tra và tìm kiếm con của mình. Anh dặn tôi là không được gọi điện về nhà thông báo cho gia đình, bởi vì anh sợ rằng ông bà ở nhà sẽ lo lắng. Lỗi là tại tôi, nhưng anh không hề mắng chửi hay tức giận gì với tôi cả. Ngược lại, anh luôn ở bên cạnh, an ủi tôi. Chúng tôi luôn túc trực nhìn vào các màn hình có ở trong phòng. Còn ở bên ngoài thì có công an tìm kiếm. Thời gian càng lúc càng trôi qua nhanh chóng, làm cho tôi càng cảm thấy sợ hãi. Đến khuya rồi, mà vẫn không có tin tức gì của Xoài. Lúc này anh Lâm mới đứng dậy, thở dài một tiếng rồi mệt mỏi nói. Bây giờ cũng trễ lắm rồi. Ngồi ở đây lâu thế này, chúng ta vẫn không có tin tức gì về đối tượng. Tôi nghĩ là hai người nên về phòng nghỉ ngơi, rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Thôi được rồi. Vậy vợ chồng tôi sẽ về trước. Nếu như phát hiện được manh mối gì, có điều gì khả nghi, xin anh, hãy gọi cho tôi ngay. Chúng tôi sẽ báo cáo cho anh ngay, nếu như chúng tôi tìm thấy được đối tượng khả nghi. Thế nên hai người cứ yên tâm. Cảm ơn anh Lâm. Không có gì đâu, chúng tôi nhất định sẽ tìm được con của anh về. Tôi nghe thấy lời bọn họ nói với nhau, nhưng trong lòng không thể nào suy nghĩ được. Tôi cứ ngồi đấy như một người mất hồn, đôi mắt hướng thẳng về phía những màn hình to lớn ấy, với mong muốn rằng sẽ tìm kiếm được hình ảnh của con trai bé bỏng. Nhưng không, mọi thứ bây giờ vẫn là một con số không tròn trĩnh. Trường đỡ lấy tôi, rồi anh nhẹ giọng lên tiếng. Mình về thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm con nhé. Chúng ta thật sự không tìm được con à anh? Em nhớ con lắm. Ngày mai chắc chắn chúng ta sẽ tìm được. Bây giờ em nghe lời anh, chúng ta về phòng nghỉ ngơi. Sức khỏe của em không ổn rồi. Tôi mệt mỏi đến nỗi chẳng thể nói nên lời. Cũng vì nhịn đói từ sáng tới giờ, nên khi đứng dậy tôi cảm thấy rất choáng váng. Trường dìu tôi đến tạm một khách sạn trên đảo. Lên đến phòng tôi vào giường, ngồi thu người một góc, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Tôi nhớ lại hình bóng của Xoài đang nô đùa cùng với bố mẹ. Từng câu nói, từng cái ôm của con cứ hiện về trong đầu của mình. Tôi mỉm cười khi liên tưởng đến việc con còn ở bên cạnh mình và bật khóc khi biết rằng mọi thứ mình đang nghĩ chỉ là ký ức mà thôi. Vì bây giờ con thật sự không còn ở bên cạnh tôi nữa. Trường biết tôi đau đớn khi không tìm được con, nên anh pha cho tôi một ly sữa nóng, mà tôi lại không hề biết rằng trong sữa có thuốc ngủ. Đợi cho tôi uống xong, anh mới lên tiếng. Em ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại con trai của mình. Có thật không ạ? Em mà ngủ dậy, con ở bên cạnh chúng ta có đúng không anh? Anh chưa từng lừa gạt em chuyện gì mà. Bây giờ cũng như vậy. Anh hứa, anh sẽ mang con về. Thế nên em đừng khóc, em đừng suy nghĩ linh tinh nhé. Dạ, em tin anh. Em tin anh là anh mang con về cho em. Nào, anh thương, em ngủ đi. Tôi đưa tay sờ vào khuôn mặt của anh. Biểu cảm của hai vợ chồng bây giờ cũng chẳng hề kém cạnh gì nhau cả. Tôi buồn, tôi thể hiện ra bên ngoài, còn anh thì nuốt ngược vào trong. Bởi vì anh biết một điều rằng, chính anh là điểm tựa của tôi ngay lúc này. Nếu như anh gục ngã, thì tôi không biết bấu víu vào đâu. Tôi nhắm mắt đợi anh bước vào nhà tắm, rồi mới mở ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Trường ở trong nhà tắm, tắm rất lâu, và đâu đấy tôi lại nghe thấy tiếng đấm mạnh vào tường vọng ra. Nhưng do cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Sáng sớm ngày hôm sau, đang lúc tôi còn ngủ, thì điện thoại bỗng vang lên. Tôi cố ngồi gượng dậy, thấy số lạ nên tôi mới chần chừ một lúc, rồi ấn nghe. Alo à? Là tao, mày vẫn còn nhớ tao chứ Trúc? Nghe thấy giọng nói ám ảnh của nó vang lên, tôi mới ngồi bật dậy thật nhanh, miệng thì hét lớn. Mày bắt cóc con của tao chứ gì? Đang đi đâu rồi? Đang ở đâu? Mày trả thằng bé lại ngay cho tao. Nếu như mày muốn trả thù, thì mày hãy nhắm thẳng vào tao đi này. Con của tao làm gì có tội chứ? Mày cứ bình tĩnh. Chắc là đêm qua mày ngủ ngon lắm chứ gì. Mà thằng bé này gương mặt nó giống Trường phết nhỉ. Mày không được động đến thằng bé. Nếu như để tao biết mày làm gì, tao sẽ chết với mày. Thế bây giờ mày có muốn gặp lại con của mày không? Nếu như muốn thì tốt nhất mày đừng có ăn nói cái kiểu đấy với tao. Tao mà tức giận lên thì tao sẽ giết chết con của mày đấy. Vân, mày... Hay để tao cho mày nghe tiếng của thằng nhóc này nhá. Mày đưa máy cho Xoài đi. Tao muốn nói chuyện với nó. Nghe tôi nói như vậy, Vân mới bật cười lớn. Giọng cười của nó rất giống với những người bị tâm thần nặng, nghe rất đáng sợ. Và rồi tiếng chát vang lên. Ở đầu dây bên kia thằng bé khóc ré lên. Tôi tức giận, bật khóc mà la lớn. Mày không được động đến con của tao. Tại sao mày có thể đánh thằng bé như thế? Xoài ơi, Xoài, con có nghe thấy tiếng mẹ không? Con trả lời mẹ đi. Mẹ Trúc ơi. Là mẹ đây. Xoài, con không sao chứ? Con có thấy đau không? Mẹ sẽ đến đó. Mẹ sẽ đến để đưa con về. Con chở mẹ nhá. Thằng bé nghe thấy giọng nói của tôi thì càng lúc càng khóc nức nở hơn. Còn khóc bao nhiêu thì tôi đây cũng khóc bấy nhiêu. Và rồi tiếng của con cũng yếu dần đi. Tiếng la hét của con như xé nát trái tim của tôi thành trăm mảnh. Con đau một, nhưng với một người làm mẹ như tôi thì đau đến 10. Lúc này ở đầu dây bên kia mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng. Tại sao nó có thể đối xử như vậy với một đứa trẻ 3 tuổi chứ? Có phải là nó chưa được làm mẹ nên có thể tàn nhẫn như thế hay không? Lúc này tôi đã không còn giữ được bình tĩnh mà tức giận quát lớn. Vân, mày thả con tao ra. Mày có nghe không? Tao sẽ giết chết mày. Đầu dây bên kia đã ngắt máy. Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi vừa gào thét vừa khóc lóc. Trường lúc này từ bên ngoài bước vào, gương mặt mệt mỏi, lại còn nhìn thấy tôi như thế này nữa. Anh mới đi vội, nhanh chóng ôm chầm lấy người tôi. Em bình tĩnh lại đi. Có anh ở đây rồi. Là con Vân. Con Vân nó vừa gọi điện cho em. Nó nói rằng nó đang bắt giữ con của chúng mình.
Em đã nghe thấy tiếng khóc của con. Em đưa điện thoại đây cho anh. Nghe anh nói, tôi vội vã đưa điện thoại cho anh. Trường cầm lấy nó, tay bấm cái gì đó, rồi vội vàng lên tiếng ngay. Em ở đây chờ anh. Anh sẽ mang điện thoại đến cho công an. Chúng ta sẽ dễ dàng tìm kiếm được vị trí của nó. Sau đó chúng ta sẽ cứu con của mình về. Không được, em sẽ đi cùng với anh. Ở đây một mình, em lo lắm. Tôi gật đầu, sau đó vội vàng lau giọt nước mắt trên má, đi bước theo anh. Chúng tôi ngồi ở đấy, mất khoảng một lúc sau mới tìm ra được vị trí của nó đang ở. Nơi mà nó đang sống là một khu nhà kho chứa đồ cũ. Đột nhiên lúc này điện thoại của tôi lại vang lên từ số điện thoại lúc sáng mà nó gọi. Trường ra hiệu cho tôi bật loa lớn. Con của tao đâu? Tao sẽ cho mày một cơ hội để mày gặp lại con trai của mình. Với một điều kiện. Điều kiện gì? Mày nói đi. Bây giờ tao gửi địa chỉ cho mày. Và điều quan trọng nhất là mày phải đến một mình. Nếu như để tao biết được có ai đi theo cùng, thì tao sẽ giết con của mày ngay lập tức. Mày hiểu chưa? Được, tao sẽ đến đó ngay. Nhưng mày phải nhớ, mày không được làm hại con của tao. Mày có hiểu không? Tất nhiên, tính mạng của con mày đang phụ thuộc vào mày. Giải quyết nốt một lần luôn. Tao sẽ đến một mình. Mày không được động đến con của tao. Nó không trả lời lại tôi nữa. Vài giây sau đó thì điện thoại tôi có thông báo địa chỉ mà nó gửi đến. Đúng với định vị lúc nãy tìm được, đấy là một nhà kho đã được bỏ hoang. Lúc bấy giờ điều duy nhất mà trong đầu tôi suy nghĩ, đấy chính là việc cứu con trai của mình, thoát khỏi người tâm thần như nó. Tôi đứng dậy thật nhanh nhưng bị Trường kéo tay lại. Giọng nói của anh có phần lo lắng. Anh sẽ đi cùng với em. Không được, em sẽ đi một mình. Lúc nãy nó nói rồi, nếu như nó phát hiện ra chúng ta đi cùng với nhau, thì con của mình rất nguy hiểm anh ạ. Nhưng mà, Trúc này... Chú công an đứng dậy đưa tay lên vỗ vai của anh mấy cái, như ra hiệu điều gì đó. Lúc này Trường mới gật đầu im lặng, cắn chặt môi và ngồi xuống. Gương mặt của anh mệt mỏi, giọng nói miễn cưỡng vang lên. Thôi được rồi, em đi nhớ cẩn thận. Anh sẽ luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Em nhất định sẽ an toàn trở về. Em sẽ mang con về. Đây là lỗi của em. Em không muốn con phải vì mình mà gánh chịu như thế này. Em có lỗi. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại và rời đi ngay. Tôi chạy thật nhanh đến nơi mà cô ta gửi. Mọi thứ ở nơi đây dường như rất cũ kỹ và hoang sơ. Bàn chân của tôi nặng trĩu từng bước. Đi vào tìm con. Xoài ơi! Xoài! Mẹ đến này! Con đang ở đâu? Xoài ơi! Mẹ Trúc ơi! Con đang ở đây! Nghe được tiếng của Xoài, tôi bắt đầu đi nhanh về hướng phát ra âm thanh ấy của con. Lập tức đập vào mắt của tôi là hình ảnh con Vân đang ngồi ở đấy cùng với Xoài. Trên tay của nó cầm thêm một con dao nhỏ. Hướng mắt nhìn về phía tôi, cất giọng nói. Xem như là mày vẫn còn biết điều. Tốt lắm. Tao đã tới rồi đây. Mày muốn gì? Mày nói đi. Mau chóng thả con của tao ra. Mày hại tao ra nông nỗi này. Mà mày vẫn còn mạnh miệng được á. Hại tao, chẳng dám đưa cái mặt ra để nhìn người khác. Chắc là mày thấy hà dạ lắm chứ gì. Tất cả chúng mày đều khốn nạn như nhau. Là do chính mày hại tao trước mà. Vân à, người tính không bằng trời tính. Mày đừng bao giờ đổ thừa cho ai. Mày là người tính chứ trời nào mà tính. Tao với mày luôn trái ngược nhau. Nếu như mày hạnh phúc thì tao đau khổ. Và ngược lại thế thôi. Đấy là chuyện giữa tao và mày. Liên quan gì đến thằng bé? Nó không có tội gì. Mày mau thả nó đi. Có chứ, có tội chứ. Cái tội của nó là đã sinh ra từ một người mẹ xấu xa như mày. Cha mẹ ăn mặn thì đời con khát nước. Mày làm nên tội thì con mày sẽ hưởng tất cả. Mày hiểu chưa? Mày muốn làm hại con tao. Nếu như trả thù, thì mày nhắm vào tao đây này. Tao xin mày đấy Vân à. Lời nói của tôi vừa dứt, thì bên ngoài đã có rất nhiều chiến sĩ công an ập vào. Còn Vân nhìn thấy như vậy thì bất ngờ vô cùng,
nên mới vội đưa tay lên, kề sát con dao vào cổ của thằng bé. Mày dám lừa tao? À, thì ra là mày muốn thằng bé chết trước mặt của mày chứ gì. Không không, đừng động đến thằng bé. Tao xin mày đấy, mày đừng làm tổn thương nó có được không Vân? Nhưng mà mày đã lừa tao. Còn Vân vừa nói vừa kê con dao lên dí sát vào cổ của Xoài. Máu từ mũi dao bắt đầu nhỏ xuống từng giọt. Thằng bé hốt hoảng nhìn tôi, quờ tay mà gào khóc. Mẹ Trúc ơi, mẹ Trúc. Xoài, con nhìn mẹ này, con đừng sợ. Mẹ ở đây, mẹ sẽ không đi đâu hết. Tôi thấy thằng bé đang gào khóc, mà trong lòng của tôi đau đến đáng sợ. Cái cảm giác cứ như bị ngàn mũi dao đâm vào tim của mình. Sợ nó bị dồn vào đường cùng sẽ làm liều mà hại chết con của mình. Tôi mới quay lại, nhìn mấy chú công an rồi nói. Mọi người đừng đến, thằng bé sẽ gặp nguy hiểm. Đừng ai làm gì cả. Tôi cầu xin mọi người đấy. Tôi quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của Trường đâu. Nhưng giờ việc anh có xuất hiện ở đây hay không, không còn quan trọng nữa. Tôi chỉ quan trọng là phải bảo vệ tính mạng của Xoài. Vân này, mày muốn làm gì với tao cũng được. Nhưng tao cầu xin mày, mày đừng làm hại đến thằng bé. Nó không có lỗi trong chuyện này. Là do tao đã có lỗi với mày. Chỉ một mình tao có lỗi với mày thôi. Tao cầu xin mày đấy. Mày quỳ xuống đi. Mày cầu xin tao đi. Tao sẽ suy nghĩ lại. Được. Chỉ cần tao quỳ xuống và tao xin lỗi mày, mày sẽ thả Xoài ra có đúng không? Vân bây giờ như không thể giữ được bình tĩnh mà cười ngây dại. Giọng cười của nó rất đáng sợ, đến nỗi thằng bé cứ nhìn mà khóc mãi. Bây giờ tôi chấp nhận làm tất cả, chỉ cần con mình được bình an, đối với tôi thế là đủ. Nhưng chân vẫn chưa chạm đất, thì đột nhiên lúc này tôi nghe thấy tiếng con dao rơi xuống. Kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của con Vân. Buông tôi ra! Anh mau buông tôi ra! Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô động đến một sợi tóc của vợ và con tôi. Cô hiểu chưa? Anh buông tôi ra! Anh thật sự bị mù rồi! Anh bị mù! Anh mới không nhìn ra bộ mặt thật của nó! Bị mù hay điên ấy, thì lần này tôi sẽ không bao giờ tha cho cô. Chuyện mới chuyện cũ tôi đều giải quyết một lần. Vừa nói anh vừa giao nó cho công an xử lý. Tiếng la hét của nó vang lên, càng làm cho tôi và Xoài thấy hoảng loạn hơn nữa. Thằng bé cảm thấy sợ, cứ ôm chặt và nép sát vào người tôi và khóc nức nở. Mẹ Trúc ơi, mẹ Trúc. Ngoan nào con, không sao rồi. Mẹ đây. Giao Vân cho công an xong xuôi, Trường mới đi nhanh đến ôm chặt lấy tôi và thằng bé vào lòng. Đôi mắt của anh đỏ như người vừa khóc vậy. Giọng nói của anh cũng lạc đi mấy phần. Không sao rồi. Tất cả mọi chuyện qua hết cả rồi. Hai mẹ con đừng sợ. Em thật sự rất sợ. Em sợ con. Có anh ở đây rồi. Không ai dám làm gì đến hai mẹ con nữa. Đừng khóc anh thương. Được rồi. Mình về thôi em. Chúng tôi đi tàu trở về đất liền. Mọi chuyện bây giờ thì cuối cùng cũng đã kết thúc. Thời gian chỉ có một ngày thôi mà tôi thấy nó trôi qua rất lâu. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với tôi vậy. Nhất là tính mạng của con trai mình lại nằm trong tay của một kẻ không bình thường như Vân. Ký ức của thằng bé liệu rằng có bị ám ảnh vì ngày hôm nay hay không? Tôi thật sự không muốn chuyện này được truyền đến báo chí. Nhưng có lẽ những người trên đảo truyền ra trước nên chúng tôi không hề hay biết. Các bài báo, các trang mạng đều loan tin rằng thằng bé bị bắt cóc trên đảo và đã được giải cứu an toàn. Tuy nhiên hình ảnh đã được làm mờ đi, tôi vẫn còn nhận ra đấy chính là con của mình. Lái xe về đến nhà, đang lúc chuẩn bị cho Xoài lên phòng tắm rửa và băng bó lại vết thương ở cổ. Đột nhiên lúc này, tôi nghe thấy tiếng xe bước vào nhà và tiếng của mẹ và bố chồng tôi vang lên. Xoài, Xoài đâu rồi? Con chào mẹ. Xoài của bà nội, mau đứng dậy bà xem nào. Con có bị làm sao không? Hả? Tại sao nó lại dám đối xử với cháu của bà như thế? Cái con điền đấy, nhốt nó chưa?
bỏ tù nó đi. Mẹ, mẹ bình tĩnh. Xoài không sao đâu ạ. Thằng bé chỉ bị thương ở cổ thôi, với chắc là hoảng loạn một chút. Cái con đấy, bỏ tù một công cho nó chữa đi. Dám động đến cháu của mẹ, mẹ không tha cho đâu. Mẹ, anh Trường cũng đang lo vụ đấy rồi ạ. Làm mạnh tay vào. Cái loại hãm hại bạn độc ác như thế thì đừng có mong được ngày bình yên. Mẹ tức lắm. Tôi gật đầu nhưng chẳng dám nói gì thêm, bởi vì những việc mà con Vân đã làm quá độc ác. Trẻ con không có tội, nhưng nó lại dám mang thằng bé ra để đe dọa tôi. Thế thì chẳng còn gì để nói nữa. Nghiệp nó tự gieo, thì tôi nghĩ rằng nó phải trả lại hết tất cả. Hại người thì chắc chắn sẽ nhận lại quả báo, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra bình thường như vậy. Thằng bé vào thời gian đầu vẫn còn hơi hoảng sợ, nhưng về sau, khi lấy lại được cảm giác an toàn từ bố mẹ và gia đình, nó cũng mở lòng ngay. Vì tình hình của con Vân, tôi có nghe anh nói với tôi rằng bây giờ nó chuyển qua bệnh viện tâm thần. Người thì cứ ngơ ngơ, lúc nào cũng ca hát, rồi cũng thích đánh người, nên đã bị nhốt vào khu tách biệt. Đáng sợ thật đấy. Một người xinh đẹp giàu có như nó, bây giờ lại thành ra như vậy, liệu có đáng hay không? Có gieo có trả, đấy là chuyện của trời định, chẳng ai có thể lường trước được. Vẫn như thường ngày, sáng anh đi làm sớm, còn Xoài đã được bà nội sang rước đi cà phê, chơi với hội bạn của bà. Bây giờ nhà chỉ còn có mỗi mình tôi. Tôi lên phòng nằm đọc sách và nghe nhạc. Đột nhiên lúc này tiếng cửa phòng vang lên. Tôi cảm thấy hơi lạ vì lúc nãy mình đã khóa cổng rồi, nhưng ai lại có thể vào được nhà nhỉ? Tôi đứng dậy bước ra ngoài xem, thì ngạc nhiên Trường đang đứng đấy, trưng ra cái vẻ mặt ngây ngô. Tôi thấy lạ mới hỏi anh. Ơ, anh đi làm bỏ quên cái gì à? Anh muốn cái gì? Này, lo mà kiếm tiền, mua bỉm cho con chứ. Tiền của anh ấy à? Cho em và con xài cả đời, vẫn không hết được đâu. Thế nên ấy, em đừng có nói đến vụ tiền nong. Mình vào vấn đề chính. Vấn đề chính á? Anh bị làm sao đấy? Vấn đề chính là gì? Trường nghe nhưng không trả lời. Anh đẩy mạnh cửa đi vào, bế thẳng tôi lên giường và đặt xuống. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, miệng nhếch lên một nụ cười, rồi nói với tôi. Hôm trước ấy, Xoài bảo với anh muốn có em gái. Thế nên bây giờ chúng ta cùng nhau tạo ra một thiên thần bé bỏng nhé. Anh bị hâm à? Đang là ban ngày, lỡ có ai nhìn thấy thì biết ăn nói thế nào. Nhà chúng ta, phòng này của chúng ta, em nghĩ xem, có ai dám vào đây chứ? Vừa nói dứt câu, Trường cúi mặt xuống hôn lên môi của tôi. Môi của anh di chuyển lên tai rồi bắt đầu xuống dưới. Hai tay của anh không chịu để yên mà cứ thế lần mò khắp trên cơ thể của tôi. Trường hôn tôi rồi mỉm cười nói với tôi. Cảm ơn em vì tất cả nhé. Anh yêu em. Em cũng yêu anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 7, cũng là phần cuối của bộ truyện Tình yêu lạc lối của tác giả Cỏ Ba Lá. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Cỏ Ba Lá đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe tập truyện này, lắng nghe 7 tập của bộ truyện này, thì quý vị có những cái cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Quý vị hãy comment ở dưới video này cho Tâm An biết với nhé. Đối với Tâm An thì câu chuyện này có một kết thúc rất đẹp. Một mối tình 7 năm bị phụ bạc, nhưng mà lại cô gái của chúng ta lại được bù đắp bởi vì một chàng trai đã cùng cô ấy từ năm 17 tuổi, đợi chờ cô ấy suốt những năm vừa qua để có một cuộc sống hạnh phúc. Đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng là phụ nữ chúng mình luôn luôn có một người đàn ông bên cạnh chia sẻ và an ủi, đó là một niềm hạnh phúc lắm rồi. Nhưng nếu như có một người thấu hiểu mình, ngay cả lúc mình không nói gì, đó lại là một đặc ân của Thượng Đế ban tặng nữa. Thế nên sau khi lắng nghe câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng Trúc đã lấy được một người đàn ông như Trường làm chồng, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đúng không ạ? Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi kết thúc tập truyện này thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tập truyện mới, hấp dẫn và thú vị. Thế nên quý vị đừng quên bấm vào
đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi kết thúc tập truyện này thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị thật nhiều tập truyện hay và hấp dẫn ở trên kênh Chị Dậu. Thế nên quý vị đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của kênh Chị Dậu nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một buổi tối ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.